Như đã thông tin từ đầu chương trình thì không khí lạnh mạnh sẽ tràn về từ ngày mai và sẽ gây ra đợt rét đậm diện rộng đầu tiên trong năm nay. Vậy thì diễn biến đợt rét đậm lần này như thế nào chị Xuân Anh? Vâng, thưa chị Lan Anh, thưa quý vị khán giả, ngày mai khi mà không khí lạnh tràn xuống thì chúng ta sẽ cảm thấy là rét. Thế nhưng mà để mà rét đậm thì khả năng đến chủ nhật mới xảy ra. Và đợt rét đậm này thì có thể là sẽ còn kéo dài cho tới là thứ ba của tuần sau. Như ở thủ đô Hà Nội thì nhiệt độ ban ngày giảm xuống, cao nhất là từ 16 cho đến 18 độ, còn thấp nhất về đêm là từ 12 cho tới 14 độ. Trong đó, đáng chú ý là chủ nhật và thứ hai sẽ là những ngày rét nhất do là trời còn có kèm theo cả mưa nữa. Không riêng gì thủ đô Hà Nội mà từ chủ nhật cho đến thứ ba của tuần sau thì hầu khắp toàn miền Bắc sẽ xảy ra rét đậm và rét hại. Với nhiệt độ thấp nhất về đêm phổ biến là từ 10 cho đến 13 độ, ở vùng núi là từ 4 đến 7 độ và một số nơi ở vùng núi cao nhiệt độ còn xấp xỉ 0 độ. Đây là đợt rét đậm, rét hại đầu tiên và điều cần chú ý trong đợt này đó là khả năng xuất hiện cả băng giá và mưa tuyết ở vùng núi cao. Một số nơi như là tại Phan Xipang, Lào Cai, Mèo Vạc, Hà Giang, Phía Bắc Cao Bằng hay Mẫu Sơn của Lạng Sơn là những nơi có khả năng cao sẽ xảy ra. Còn đối với miền Trung, do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió đông nên từ ngày mai cho đến thứ ba, với khu vực từ Nghệ An trở xuống đến Khánh Hòa sẽ chuyển mưa dông trên diện rộng. Cục bộ vẫn sẽ có những nơi mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông, quý vị còn cần chú ý với nguy cơ xảy ra dông lốc, sấm sét hay là gió giật mạnh nữa. Chuyển sang thời tiết biển, từ ngày mai thì gió sẽ mạnh dần trên các vùng biển do ảnh hưởng của không khí lạnh. Còn trong ngày hôm nay, đối với khu vực hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thời tiết vẫn tốt. Có nắng, tầm nhìn xa trên 10 km và gió ở đây khoảng cấp 4 tới cấp 5. Vừa rồi đã là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Còn bây giờ xin mời quý vị trở lại với chị Lan Anh. Cảm ơn biên tập viên Xuân Anh với những dự báo chi tiết vừa rồi.